thì xu hướng xây dựng nhà cấp 4 giá 200 triệu đang khá phổ biến, đặc biệt ở các vùng nông thôn ở nước ta. Với điều kiện thu nhập còn hạn chế thì chi phí xây dựng thấp của nhà cấp 4 sẽ là một trong những sự lựa chọn khá là lý tưởng. Trong video này thì hãy cùng blog Nội thất Đẹp đi tham khảo các mẫu cũng như cách xây dựng nhà cấp 4 khoảng 200 triệu đang trở thành xu hướng trong năm 2021 và cả những năm tới đây, chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Cách xây nhà cấp 4 chỉ với 200 triệu. 1. Tính toán được thời điểm và thời gian xây nhà cấp 4. Đầu tiên, vì sao lại cần tính toán được thời điểm và thời gian xây nhà cấp 4? Thì câu trả lời chính là điều này sẽ quyết định rất lớn tới quá trình xây nhà khoảng 200 triệu. Lời khuyên của blog Nội thất Đẹp dành cho các bạn là nên xây nhà vào mùa khô ráo. Như vậy sẽ tránh bị gián đoạn công trình cũng như phát sinh chi phí nhân công. Mặt khác, lựa chọn được thời gian và thời điểm xây nhà hợp lý cũng sẽ tiết kiệm được không chỉ thời gian, công sức và ngay cả chi phí thi công và sinh hoạt của gia đình. Thứ hai, lựa chọn mẫu thiết kế và phong cách của nhà cấp 4 phù hợp với chi phí. Để xây nhà cấp 4 200 triệu Việt Nam đồng thì đừng bỏ qua những mẫu thiết kế cũng như phong cách thiết kế của ngôi nhà. Đừng quên là phong cách càng đơn giản sẽ càng giúp cắt giảm và tiết kiệm được chi phí cho ngôi nhà. Hạn chế xuống mức thấp nhất chi phí dành cho khâu trang trí ngoại thất. Bằng khoản đó thì hãy đầu tư vào trang trí nội thất, vừa nâng cao tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của cả gia đình. Thứ ba, đi khảo sát thực tế giá của nguyên vật liệu xây dựng nhà cấp 4. Trước khi bắt tay vào xây dựng nhà cấp 4 khoảng 200 triệu thì các bạn đừng bỏ qua khâu khảo sát thị trường giá của nguyên vật liệu xây dựng. Mỗi nơi cung cấp sẽ có giá cả, dịch vụ là khác nhau. Hãy tìm ra địa chỉ uy tín và chất lượng, có những chính sách ưu đãi, thu hút để tiết kiệm chi phí. Trên thị trường, giá cả của nguyên vật liệu hiện nay thì khá chênh lệch tùy thuộc vào đơn vị cung cấp. Đừng quên tham khảo các trang web có đánh giá trực tiếp của khách hàng, những người đã sử dụng để có thể đảm bảo chất lượng tốt nhất nha. Thứ tư, tiến hành chọn lựa vật liệu xây dựng thích hợp nhất. Để có thể xây nhà cấp 4 200 triệu khi đã hoàn thành bước khảo sát thị trường, thì hãy bắt tay vào khâu chọn mua nguyên vật liệu. Nên mua một cách có tính toán và đồng nhất một loại để có thể tiết kiệm chi phí. Tránh để thiếu quá nhiều rồi mua tách lẻ, đẩy giá nguyên vật liệu lên cao. Thứ năm, giám sát kỹ lưỡng quá trình thi công xây dựng nhà cấp 4. Giám sát kỹ lưỡng quá trình thi công nhà là một trong những khâu vô cùng quan trọng. Bởi thông qua việc này mới có thể nắm bắt được tiến độ của nhân công xây dựng cũng như nguyên vật liệu còn và thiếu của công trình. Từ đó đưa ra được những điều chỉnh và đôn thúc hợp lý, giảm được chi phí phát sinh đáng kể. Thứ sáu, tận dụng nguồn lực của nhân công sẵn có. Bước cuối cùng trong cách xây dựng nhà cấp 4 200 triệu có lẽ là bước tận dụng nguồn nhân công sẵn có. Cách này sẽ giúp giảm được đáng kể chi phí thuê nhân công, không hề rẻ hiện nay. Nếu có anh, em họ hàng mà làm trong lĩnh vực này, hoàn toàn có thể nhờ họ thay vì thuê nguồn nhân công ở bên ngoài. Top 10 mẫu nhà cấp 4 giá 200 triệu đẹp nhất hiện nay. 1. Mẫu thiết kế nhà cấp 4 có ban công ở trên. Đây có lẽ là một trong những mẫu nhà cấp 4 dưới 200 triệu vô cùng phổ biến hiện nay. Từng đường nét thiết kế với gam màu của ngôi nhà, lấy sắc trắng vàng làm chủ đạo. Từ đó tạo nên vẻ đẹp hài hòa, thanh lịch và tinh tế cho ngôi nhà của bạn. 2. Mẫu thiết kế nhà cấp 4 có mái thái đẹp mắt. Mẫu thiết kế nhà cấp 4 dưới 200 triệu kiến trúc mái thái này được phân chia thành một phòng khách, một phòng bếp kết hợp với phòng ăn và 3 phòng ngủ. Ngoài ra, khung cảnh xung quanh sân vườn của ngôi nhà có thể trồng thêm rau hoặc là cây hoa theo sở thích của gia đình. 3. Mẫu thiết kế nhà cấp 4 lợp mái ngói dạng chữ A hiện đại. Thiết kế mái ngói dạng chữ A hiện đại, sang trọng cho nhà cấp 4 thực sự đã gây ấn tượng khá lớn trong lòng người tiêu dùng. Đó là lý do mà không chỉ ở các vùng nông thôn mà các gia đình ở thành phố cũng ngày càng theo đuổi phong cách xây nhà cấp 4 này. Với thiết kế mái ngói cực kỳ hiện đại, độc đáo và thu hút chính là điểm nhấn nổi bật cho mẫu nhà cấp 4 dưới 200 triệu đồng này. 4. Mẫu thiết kế nhà cấp 4 với thiết kế 3 phòng ngủ cực kỳ rộng rãi. Với mức kinh phí khá eo hẹp mà gia đình lại đông người và bạn mong muốn xây nhà khoảng 200 triệu, đây liệu có phải được khung tưởng không nhỉ? Câu trả lời là hoàn toàn có thể nhá. Xây nhà cấp 4 với giá 200 triệu có 3 phòng ngủ thoải mái cho gia đình bạn. 5. Mẫu thiết kế nhà cấp 4 giá 200 triệu dạng chữ L thoáng mát. Mẫu thiết kế nhà cấp 4 dưới 200 triệu với dạng chữ L có thể dễ dàng đáp ứng với số lượng phòng ngủ cho một gia đình nhiều thế hệ chung sống với nhau. Không gian rộng rãi, thoáng đãng kết hợp với sân vườn sẽ giúp cho bầu không khí trong nhà trở nên dễ chịu, thoải mái hơn. 6. Mẫu thiết kế nhà cấp 4 thêm phần gác lửng. Trong một diện tích khá hẹp, nếu không gian tầng trệt của ngôi nhà không đủ cho gia đình, các bạn hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng thêm phần gác trệt để mở rộng không gian bằng cách xây dựng gác lửng mà cũng không phát sinh quá nhiều chi phí. Bảy,
Họ thiết kế nhà cấp 4 theo phong cách cổ điển của châu Âu thế kỷ 19-20. Nhà cấp 4 khoảng 200 triệu, cổ điển theo phong cách châu Âu, chính là một trong những mẫu nhà khá thích hợp với những ngôi nhà ở thành phố. Cụ thể, như cửa nhà nên chọn các màu cửa gỗ tự nhiên, những thiết kế rèm cửa trắng, sơn tường, vật dụng nội thất thì mang đậm phong cách của châu Âu. 8. Một thiết kế nhà cấp 4 với mái lệch độc đáo hút mắt. Đối với căn nhà cấp 4 có thiết kế mái lệch sẽ vô cùng độc đáo và nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn. Đây chính là mẫu nhà cấp 4 đẹp giá 200 triệu cực hot trong năm 2021. Thiết kế có phần phức tạp ở phần mái, tuy nhiên không cần quá lo lắng bởi đó vẫn khá phù hợp với túi tiền của nhiều hộ gia đình có mức thu nhập bình thường hiện nay. 9. Thiết kế nhà cấp 4 có thêm phần sân vườn rộng rãi. Nhà cấp 4 có thiết kế phần sân vườn rộng rãi, thích hợp với những gia đình ở vùng nông thôn mà có quỹ đất rộng. Bên trong khuôn viên sân vườn được dùng để trồng rau, hoa và cây cảnh. Đây cũng có thể trở thành nơi nghỉ ngơi của các thành viên trong gia đình. 10. Một thiết kế nhà cấp 4 có mái giật cấp. Mái giật cấp chính là một trong những mẫu nhà cấp 4 dưới 200 triệu cực kỳ phổ biến trong thời đại hiện nay. Thiết kế này mang đến cho ngôi nhà của bạn một sự sang trọng, nổi bật và vô cùng hiện đại. Trên đây thì blog nội thất đẹp đã gửi tới các bạn thông tin về các mẫu nhà cấp 4 giá 200 triệu cực kỳ thu hút và được ưa chuộng trong năm 2021. Hy vọng có thể giúp cho các bạn lựa chọn cho mình những thiết kế ưng ý nhất. Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé! Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog nội thất đẹp nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.